xin giới thiệu, đây là đồng hồ treo tường, đồng hồ nội địa Nhật đã qua sử dụng. Kích thước tương đối khá lớn, các bác treo phòng khách rất là sang và đẹp nha. Chiều cao của đồng hồ lên tới 55cm, chiều cao hơn nửa mét lận nha. Và chiều ngang của đồng hồ là 28cm. Nguyên bản, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo, bộ máy made in Japan, bộ máy lớn cho các bác sử dụng. Đồng hồ này có chuông, đúng giờ thì nó sẽ điểm chuông một lần và thay đổi cái tiếng chuông liên tục. Dưới này á, nó có một cái con lăn xoay liên tục giống như một cái đĩa đang chạy vậy đó. Phía trên này á thì có một chú bé đang thổi kèn nè, rất đẹp. Còn ở trên này á thì nó sẽ xoay cái dòng liên tục khi mà cái chuông nó được khoác lên. Nhìn rất là đẹp, rất là độc đáo. Tuy đây là hàng nội địa Nhật made in Japan nhưng mà cái form dáng thì làm theo kiểu châu Âu nên khi mình trưng bày rất là bắt mắt. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thi Nguyễn Audio Japan. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000 nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100%, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của đồng hồ này cho các bác tham khảo. Rất là đẹp luôn. Và đây là thông số và số series của đồng hồ. Đây là cái nút bật tắt cái nhạc trên cái đồng hồ nha, chỉnh volume của tiếng chuông, tiếng nhạc. Đây là tổng thể mặt sau của đồng hồ. Và đặc biệt, đồng hồ này có cảm biến ngày và đêm. Khi ban ngày á, đúng giờ thì nó sẽ điểm chuông, phát ra cái tiếng nhạc. Vào ban đêm á, thì nó sẽ cảm biến ánh sáng, nó tắt đi cái tiếng chuông này, không có làm phiền đến giấc ngủ của mình. Thiết kế rất là đẹp, sang trọng, có cảm biến ngày và đêm, rất là tiện cho các bác sử dụng và trưng bày.